Thì Vi Xe Công Tốc xin mến chào tất cả các anh em yêu mến xe. Hôm nay mình có nhận con Vi Thành về tình trạng là chết máy. Thì con này là đời 2015 anh em, đời từ. Thì khách đến thì mình có kiểm tra bình thì đã hết bình. Hết bình thì không có kích lên được, mình sẽ thay cái bình mới. Nhưng thay bình mới thì nó đầy không được anh em. Nó chỉ có bóp kèn với đèn nham này được thôi. Bởi vì mình sẽ coi nó kèn đèn nham thì được, nham được anh em. Thì bây giờ nó đang báo lỗi nè. Bây giờ mình sẽ đọc lỗi nó là lỗi gì anh em. Nó đang báo lỗi. Này, bắt đầu mình đọc nghe nè. Rồi nó sẽ lỗi gì. Này là 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Thì là chiếc xe này đang lỗi 52. Là lỗi cảm biến CKB. Là cảm biến CKB là cục kích đó nè. Cục kích để đề á, thì nó đang nằm ở vị trí này. Cục kích thì nó nằm vị trí này. Kích thì nó có hai dòng, cho những dòng vi xanh thì và những dòng mà đề từ á thì có kích này là người ở ngoài Bắc thôi gọi là khiển, thì trong mình thì mình gọi là kích đơn giản thôi cho nó dễ hiểu nha. Thì bắt đầu mình sẽ tìm ra nguyên nhân nó sao. Cục kích thì nó sẽ đọc lên, nó phát lên trong cái cục IC nó mới điều khiển được cái đề anh em. Thì mình cũng chưa biết là nó bị hư gì nữa, cái nào dễ mình làm trước anh em. Thì bắt đầu mình kiểm tra. Thì clip này cũng xin lỗi anh em thợ lâu năm, thì anh em nào biết rồi thì bỏ qua video này, thì còn anh em nào chưa biết thì có quan tâm thì mình cùng nhau làm nha. Thì con đây, con này Attila V3Nut thì nó tình trạng là không đề, không mất lửa bình hoài. Thì anh em nào clip tới thì sẽ, anh em nào quan tâm clip tới thì mình sẽ kiểm tra và cách kiểm tra thủ công và kiểm tra bằng máy đồng hồ ha. Mình có hướng dẫn anh em nào mà chưa biết thì kiểm tra, mình kiểm tra hai thứ. Thì bắt đầu giờ mình mở ra kiểm tra nha anh em. Rồi xe mình đã tháo ra như vậy nha anh em. Tháo ra để mình kiểm tra cái cuộn CKB cục kích đó, ở dưới đi lên. Thì xe mình đã cũng đã làm những con dòng xe như vậy là rất nhiều. Bây giờ mình hướng dẫn anh em mà kiểm tra nó đơn giản trước. Thì những cái góc cạnh trong đây nằm cái cua gì nè. Mấy cái cua gì nè, nó dễ bị đứt dây lắm anh em. Mình kiểm tra cho kỹ nha. Ừ, xe này thì mình đạp máy vẫn nổ anh em. Nó đề không được thôi, nhưng mà gặp máy dân nổ thì chắc ăn là mình bỏ qua cái công tắc gắt chân rồi. Chắc ăn là mình bỏ qua công tắc gắt chân rồi, không có liên quan tới. Đợi công tắc gắt chân, nếu như mà đá dân trống xuống mình đạp cũng nổ luôn anh em. Thì mình hướng dẫn anh em. Ở đây nó sẽ có những cái cua gắt này, hoặc nó chạm dây dưới lường này. Có những chiếc xe mà đang chạy bình thường, đang nổ máy bình thường đi đường luôn, nhưng mà tắt lại uống cà phê, tắt lại mua đồ hay gì đó thì ra đòi nổ máy đề không được. Thì thật ra cái cuộn kích ở đây á, cái cục kích đây á, nó muốn chết thì rất khó chết lắm. Nhưng bây giờ mình kiểm tra cái đầu gắt trước. Đầu gắt ở từ cái cuộn phát đi lên thì cuộn cao kích trước. Thì đây mình gỡ con dây ra. Em gỡ dây ra giùm mình. Để thời nó gỡ dây ra cho anh em coi ha. Rút mạnh ra đi. Đây. Lấy đầu cài ra em. Đây, cái này nè. Cái cuộn cái giờ quá. Thì mấy cái dàn xe này á, anh em nếu như ở nhà mình lỡ mình có tình trạng này mà dắt lại qua thợ không được á, thì anh em cứ mở cái thùng ra và anh em kiểm tra theo mình đi. Mà trước tiên là mình phải coi lỗi nó lỗi gì mới kiểm tra được anh em. Thì lỗi nó là lỗi 52, là nó là cuộn khiển, gọi chung chung là nó là kích á. Là cái cuộn khiển tự qua lăn lên, nó xài đề là đề từ. Rồi anh em thợ đã gỡ ra để thợ đó kiểm tra thử nó bị hư gì anh em. Đây, em lôi ngược ở đây được để anh chuyển ca kiểm tra mấy cái góc dây trước đi, rồi hả đo coi thử nó có ảnh hưởng gì không, coi thử cái góc dây. À, vậy là đứt anh em ơi. Đây nè, đây nè, đó là đứt cái gốc chu dây. Dây màu gì vậy? Đây là trắng, trắng xanh không? Ừ, đúng rồi, trắng xanh là đứt rồi.
đứt mà nó chưa lìa ra ha, đứt chưa lìa ra nó rất là khó coi nha nè, đứt chưa lìa ra, đứt là đứt cái guộc rồi nhưng mà cái vỏ nó còn dính chút xíu này, anh em thấy không? Đó. Để rồi. Rồi đó, anh em thấy không? Nó còn cái vỏ chút xíu à, thợ kéo ra luôn cho nó đứt ra luôn, ngặn chấm chì lại. Bây giờ tạm thời mình sẽ làm vòng dây đó cho đi cũ lại, xong rồi mình sẽ kiểm tra tiếp. Mình khỏi cần phải ấy, khỏi cần phải đo tiếp đi, mình sẽ kiểm cho nó y cũ lại. Rồi mình sẽ kiểm tra, mình sẽ nổ máy thử được hay không ha. Rồi bắt đầu thợ người ta làm, thợ mình làm nó cho nó dính lại. Rồi anh em ở nhà cứ vậy đi, đứt cứ nói lại. Xong rồi mình sẽ xóa lỗi nó, xóa lỗi quá khứ và mình đọc lỗi lại chơi làm sư bộ nhớ lại cho nó chạy nó ngon anh em. Rồi thợ làm đi, rồi em làm đây đi. Máy luôn hả? Rồi bây giờ mình đã chấm chì xong anh em. Dạ, anh thợ nó đáp vô nè. Thì trước tiên thì mình cứ làm cho nó điện nó vô an toàn đi, rồi mình sẽ kiểm tra trước tiếp anh em. Rồi bây giờ mình nổ máy, mở máy. Rồi máy nổ bình thường anh em. Rồi thì đề đang quay anh em. Thì mình đã chấm gì đó và mình nói dây lại bình thường thì máy vẫn nổ bình thường anh em. Rồi tiến hành thì tiếp tục mình sẽ đập xóa lỗi đó, xóa lỗi quá khứ để thợ mình gắp cho. Đây mình có chế cái cục xóa lỗi, anh em thợ chế theo cái này nè cho nó tiện hơn, bắt mở thì nó nhanh hơn. Rồi đây mình lôi dây xóa lỗi đây. Rồi thì mình nối dây trực tiếp lại cái mình bật chìa khóa lên và mình rút dây ra và gáp lại trong vòng 5 giây nha anh em. Rồi tiến hành, rồi mình đọc lỗi lại, mình sẽ làm tươi cái bộ IC đặng cho làm máy nó chạy im hơn. Mình xóa lỗi rồi mình sẽ đọc lại tư độ nhớ. Rồi giờ ngon lành nha anh em. Thì bệnh này thì có nhiều thôi, anh em nào xài những dòng xe như vậy á, thì lỡ có bị tình trạng như mình nói á, là xe thường là đang chạy bình thường, tắt đang chạy bình thường, khi mình tắt lại mua đồ hay là làm gì đó mình tắt máy, hoặc qua đêm mình mở lên, nếu như thử bình ok bình thường thì mở mặt ra mình thử bình bình thường kèn bóp ok mà không đề được mà đạp vẫn nổ máy, thì anh em nên kiểm tra ở cái đoạn này, đoạn dây từ cảm biến đi lên. Với điều kiện là xe mình phải có báo lỗi là 52 là lỗi cảm biến của CKB nha anh em. Thì lỗi 52 thì cảm biến CKB từ từ dưới cửa cục kích đi lên, nó đi quay C thì mình phải kiểm tra cái dây đó. Nhưng mà trước tiên là mình phải kiểm tra đoạn này trước, đoạn này dễ bị hư nhất đó, đoạn này dễ bị hư nhất nha anh em. Nó chết thì coi rất là khó chết. Cái này mà thật ra không biết thì vô là dễ bị thay lắm. Còn anh em nào mà tự ở nhà mở thùng ra được thì anh em tự kiểm tra đây luôn ha. Xong rồi thì mình cứ chạy đi, rồi đem lại thợ cho người ta đọc lỗi. Còn nếu như anh em nào mà có coi video clip này kỹ thì anh em sẽ theo hướng dẫn mình, có hướng dẫn đọc lỗi á, đọc và xóa lỗi. Xóa lỗi nó là chạy bình thường, không cần phải đem lại thợ nữa anh em. Còn nếu như mình không muốn xóa lỗi được thì nên đem lại thợ. Còn phần nào anh em thợ nào mà chưa có biết tình trạng này thì anh em thấy mình làm đó, cách xử lý ha. Rồi thì tiệm xe công tốc cũng mến chào tất cả các anh em đã xem video của mình. Thì hẹn anh em gặp anh em những video kế tiếp ha. Có những mầm bệnh nào mà hay hay thì mình sẽ đưa lên cho anh em xem và cùng nhau mà làm ha. Thì đây mình có những cái mầm bệnh này cũng hay lắm nè. Con Tila này cũng về bị mắc lửa bình. Hai xe thì hiện tại vậy đó, nó bị đứt dây, mình nói lại thì nó máy bình thường. Rồi mình cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em một ngày thật tuyệt vời nha. Hẹn anh em gặp video những ban bệnh nào mà hay thì mình sẽ đưa lên cho anh em xem. Thì cũng cảm ơn anh em đã xem video mình đã vừa qua.
Chúc anh em một ngày mới thật tốt nha, làm ăn phát tài nha. Rồi, bye bye anh em.